Rất vui được gặp lại quý vị trên video tiếp theo của Nhà Đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại phường Tân Đông Hiệp thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, kế bên ngã ba Ông Xã thuộc đường DT743, kế bên chợ Đoàn Thị Kia. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho khách hàng căn nhà có diện tích là chiều ngang 5m và nở hậu 5m rưỡi, chiều dài gần 24m, tổng diện tích là 125m2. Nhà này đục chủ nhà đúc một trệt một lầu, gồm gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, phòng giặt, phòng thờ, 3 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung. Nhà này view hai mặt tiền. Nhà này bên hông này có mặt tiền bên hông này. Chủ nhà mở 6 cửa sổ bên hông, rất là thoáng mát nhé. Nhà không có lộ giới. Ngang 5, nở hậu 5m rưỡi. Nhà này đi bộ ra chợ chỉ hết khoảng hơn 100m thôi. Ở đây ở nhà mình đi bộ ra chợ nha. Ở đây là chợ rồi này, ngay chợ Đoàn Thị Kia. Nhà này cách ngã ba Ông Xã chỉ khoảng đâu đó khoảng 200m thôi. Nhà mình có con đường phía trước rộng khoảng 8-10m nhé. Con đường rất là rộng, 2-3 xe hơi tránh nhau thoải mái đây này. Nhà đường thông buôn bán, thông từ bên chợ sang bên ngã ba Ông Xã đây. Đây là con đường thông phía trước nhé. Mình có thể vừa ở vừa kinh doanh buôn bán ở đây nhé. Đây là mặt tiền trước căn nhà này. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là ngang 5, nở hậu 5m rưỡi và chiều dài khoảng 24m, tổng là 125m2. Được chủ nhà đúc một trệt một lầu, thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nhà này cách ngã ba Ông Xã chỉ khoảng 200-300m thôi, ngay ngã ba Ông Xã nha. Bác nào có nhu cầu đi xem căn nhà này, alo cho em, hẹn gặp em ngay ngã ba Ông Xã, em sẽ dẫn vào nhà ngay chợ luôn nha. Bây giờ em sẽ di chuyển vào trong để review kỹ hơn này. Cửa chính ngoài đây được chủ nhà làm một lớp cửa sắt 4 cánh, được chủ nhà hàn rất là kiên cố này. Phía trên mình có cổng trên đây, rất là đẹp nha. Di chuyển vào đây mình có gara đậu xe hơi. Chủ nhà để sân này chiều dài khoảng trên 5m và chiều rộng 5m. Mình để xe hơi, xe bán tải Innova 7 chỗ thoải mái nhé. Phía trên đây mặt tiền chủ nhà thiết kế theo dạng mặt tiền phố, ban công vuông. Chủ nhà trang trí rất là đẹp nha. Nhà mới xây xong. Như hôm trước mình đã review căn nhà này rồi, nhưng mà quay còn thiếu một vài chi tiết. Hôm nay mình quay kỹ hơn cho khách hàng mình cùng xem lại nhé. Sàn trong đây được chủ nhà lót gạch bóng kính, giả đá khổ 80. Đây là loại gạch loại 1 nhé. Phía trên mình có không gian của phòng khách là hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn led cũng như quạt trần ngay ở giữa phòng khách này. Bên hông này chủ nhà để bức tranh rất là lớn nhá, khung tranh gỗ này. Nhà chủ nhà xây tường 20. Bên hông này có cửa sổ và rèm đầy đủ hết nhá. Cửa sổ bên hông chủ nhà làm hai lớp này. Trong mình có một lớp song sắt, ở ngoài là một lớp cửa nhôm sinh pha. Di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn. Ở đây mình có khu bếp nấu ăn rộng rãi này. Ở đây mình có thể kê một bộ bàn ăn 4 ghế đến 6 ghế thoải mái nhé. View bên hông này mình để tủ lạnh hai cánh này, vô tư luôn. Chủ nhà đóng dàn tủ bếp, hai dàn trên và dưới rất là rộng rãi nhé. Tha hồ mình để đồ luôn. Bên đây có tủ rượu mini bên đây luôn này. Vách thì được chủ nhà ốp kiến cường lực, sơn màu xanh. Phía trên mình có hệ thống trần chỉ thạch cao, cũng như đèn led, đèn trang trí ngay không gian của phòng ăn nhé. Không gian của phòng ăn rất là rộng rãi nhé. Và bên hông phòng ăn mình có cửa sổ thoáng mát bên đây luôn. Đã được chủ nhà đóng rèm đầy đủ rồi. Đặc biệt căn nhà mình có phòng ngủ ở dưới nhé. Đây có phòng ngủ rộng rãi này. Nhà mình có phòng ngủ dưới là rất là tiện nhé. Nhà có trẻ nhỏ hoặc có người lớn tuổi ở dưới
hạn chế leo trèo là rất là ok. Ngang 5, chiều dài khoảng 24, chủ nhà thiết kế phòng ngủ ở dưới và có gara đậu xe hơi, tuyệt vời luôn nhé. Di chuyển về phía cuối căn nhà này, ở đây có chỗ kê máy giặt nhé, ở đây có cửa sổ ngay đây này, và ở cuối mình có phòng vệ sinh rộng rãi ngay đây này. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên và quý vị mình nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa nhé. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là ngang 5, nở hậu 5m rưỡi, chiều dài khoảng 24m, tổng diện tích là 125m2, được chủ nhà thiết kế gồm gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp rộng, có một phòng ngủ ở dưới cũng rộng luôn. Phía trên mình có thêm hai phòng ngủ và phòng sinh hoạt chung rất là rộng nha. Bây giờ mình sẽ lên trên review kỹ ở trên cho quý vị mình cùng xem. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen kim sa, tay vịn gỗ gõ đỏ và kiến cường lực. Căn nhà này có hướng đông nam và nằm ngay kế bên ngã ba ông xã, gần chợ Đòn Thị Kia. Nhà này đi chợ hết chỉ khoảng 200m thôi nha. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá rất là mềm, chỉ 4 tỷ 100 triệu đồng cho một căn nhà ngay chợ luôn, có diện tích 125m2. Lên tới lầu trên rồi, ở đây mình có phòng sinh hoạt chung này. Phòng sinh hoạt chung này mình có thể tùy theo sở hữu của chủ nhé. Mình có thể kê bộ bàn ghế làm phòng khách thứ hai, làm view uống cà phê, hoặc là kê bàn ghế học tập cho các cháu ngay đây. Không gian của cầu thang có giếng trời ngay cầu thang nhé, để mình lấy ánh sáng tự nhiên này. Và bên kế bên của phòng sinh hoạt chung có cửa sổ hai cánh rất là rộng ở đây nhé, không cần bật điện vẫn sáng ở đây. Bên đây mình có phòng ngủ thứ hai này. Tổng nhà này có 3 phòng ngủ rất là rộng rãi nhé. Phòng ngủ nào cũng tầm gần 20m2. Tất cả cửa phòng ngủ đều được chủ nhà làm bằng cửa gỗ sồi và đều được chủ nhà đi đường âm, máy lạnh cũng như hệ thống cáp nét âm tường hết. Và phòng ngủ nào cũng có cửa sổ ở bên hông. Ở phía cuối căn nhà mình có phòng vệ sinh cũng như có hai cửa, và trên đây có cửa để mình lên trên để kiểm tra hệ thống bồn nước nóng lạnh năng lượng mặt trời. Và phía dưới mình là phòng vệ sinh ở cuối căn nhà đây, phòng vệ sinh trên lầu nhé, rất là rộng rãi, nội thất cơ bản rất là ok nhé. Cửa nhôm sinh pha, bồn cầu đúc Toto. Bây giờ mình cùng di chuyển lên phía trước. Sàn trên của căn nhà này đều được chủ nhà lót gạch bóng kiếng loại 1, giả gỗ nhé, rất là đẹp. Quý hàng đang xem, nếu chưa ấn đăng ký kênh thì vui lòng ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất mà mình đưa lên để cho quý vị mình xem để tham khảo nhé. Đây là phòng ngủ thứ ba này. Phòng ngủ này rất rộng rãi luôn, cửa gỗ sồi. Tất cả đều được chủ nhà đi đường âm máy lạnh cũng như hệ thống cáp nét âm tường hết. Nhà hai mặt tiền thông thoáng nhé. Đây cửa sổ này, cửa sổ hai bên luôn. Phía trước mình có phòng thờ này. Ở đây có phòng thờ rộng rãi nhé. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là ngang 5, nở hậu 5m rưỡi, chiều dài khoảng 24m. Tổng diện tích căn nhà này là 125m2, nằm ngay ngã ba ông xã, gần chợ luôn. Đường phía trước căn nhà này rộng khoảng 8-10m. Xe hơi di chuyển tránh nhau khoảng 3 xe tránh nhau thoải mái nhé. Và nhà này có sân xe hơi này, rộng rãi. Nhà đang được chủ nhà kêu với mức giá 4 tỷ 100 triệu đồng cho căn nhà, cực rẻ luôn nhé. Quý khách hàng nào có nhu cầu đi xem hãy alo cho em, em đón ngay ngã ba ông xã, em sẽ dẫn vào xem nhé. Rồi, cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.